Sau trận động đất 7,7 độ Richter xảy ra vào chiều ngày 24 tháng 9, thì vùng biển ngoài khơi Pakistan đã xuất hiện thêm một hòn đảo nhỏ nằm cách cảng biển gần như khoảng 600 mét. Trận động đất mạnh hơn 7,7 độ Richter tại huyện Awaran, tỉnh Baluchistan ở Pakistan đã làm hơn 320 người chết, khoảng 350 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị sập. Dự kiến số người tử vong và thương vong sẽ còn tăng nữa, vì hiện tại có rất nhiều người mắc kẹt giữa đống đổ nát chưa cứu lên được. Hơn 1.000 binh sĩ, bác sĩ và nhân viên cứu hộ đã được chính phủ Pakistan điều ngay tới nơi xảy ra động đất để hỗ trợ người dân. Chúng tôi đã đến khu vực bị nạn và giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn này. Quân đội đang cố gắng hết sức để chăm sóc các nạn nhân, dọn dẹp đống đổ nát này. Trận động đất mạnh khiến một đáy biển được nâng lên cao, làm xuất hiện một khối đất nhìn giống như một hòn đảo nằm ở ngoài khơi bờ biển Quadra. Hòn đảo nhô cao trên mặt nước biển khoảng hơn 21 mét, có chiều dài khoảng 200 mét, rộng 100 mét và nằm cách cảng Quadra khoảng 600 mét. Rất nhiều người dân đã hiếu kỳ tụ tập xem hòn đảo mới này ngay sau trận động đất.